Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. That's my, how I vlog. Anh Nam, em có món quà tặng anh. Wow. Cái này là limited cho anh luôn á. Của em chưa ra luôn. Superhero. How hero hả? Có chữ NB, NB. Quá dữ. Tuyệt vời. Chưa ra luôn á. Đi một vòng chơi đi ha. Hiện tại mình đang ở G-Lab. Bây giờ đi lên lầu để xem mà cửa hàng mới. Ở đây thì chắc là mọi người cũng đã quen rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ đi lên lầu. Đây là cái lab mới. Đây có thể nói đây là lần đầu tiên mình chạm vô đồ Waterspoon này luôn. 73 đúng không? Chất liệu ngoài mình tưởng tượng. Bây giờ vòng chơi nha. Và đây là đôi Air Max mà mọi người. Đôi này không phải, hình như đâu không phải là cái đôi mà tự thắt dây. Đây đôi bình thường thôi. Ủa đâu? Hình như là vậy. Đúng rồi, đây chỉ là đôi bình thường thôi. Nó không có mấy cái nút ở trên đây. Xí. Cái outfit của mình hôm nay mặc đó là outfit từ Babe. Còn lại là của local brand mình mua ở Original Gang á. Tại vì cái áo mà anh Nam tặng cho mình đó, mình không có mặc vừa cho nên mình đã đưa cho em mình mặc rồi. Chứ không thôi mình đã mặc rồi chứ mình không có mặc này đâu. Tại vì sự kiện của anh Nam mà cho nên là cần mặc đồ của ảnh. Đây bán đồ hype rất là nhiều. Kiểu như là từ Glab đã cải tiến lên rất là nhiều luôn á. Từ cái lúc mà mình mới biết Glab cho tới bây giờ. Từ quần áo cho tới giày dép đều cải tiến hết. Tất cả các hãng Supreme, Babe gì đều có ở đây hết. Giày dép thì tất cả các hãng đều có ở đây luôn. Thực sự rất là tự hào khi mà Glab mang lại cái sân chơi cho mọi người như vậy. Thì đây mình đang đứng trên một cái bục gọi là trưng bày những cái thứ mà rất là hay. Giày hype cho tới đồ chơi, đồ trưng bày. Bây giờ mình mới đổi cái này. Để vô được Glab cái store mới trên kia mọi người chờ rất là nhiều. See. Yeah, có chứ, ngày mai có, mai hoặc mốt có. Đó là mọi người khi mà ở bên ngoài các bạn cực kỳ thân thiện luôn á. Yeah. Bây giờ đi ăn cái vì mọi người đói quá rồi, mình với em mình đói quá rồi. Mình phải đang bẩm cái quần của mình lại tại vì má nó tuột. Quên đeo dây nịt nữa chứ.
Bây giờ tụi mình ra ngoài Lotteria ăn, tại vì mấy tụi em mình cũng đói lắm rồi, tại vì chiều giờ chưa ăn gì hết á. Như hồi nãy mình nói là thì thực sự là Grab đã mang lại một cái sân chơi cực kỳ lớn cho mọi người luôn. Rất là cảm kích anh Nam Phạm đã đem lại sân chơi cho mọi người, và hy vọng là sẽ đem lại nhiều sân chơi cho bạn trẻ nữa. Và thực sự cái shop mới trên lầu rất là đẹp luôn. Các bạn có một cái góc, cái bậc để mà cái mấy đồ trưng bày á, các bạn có một cái bậc để chụp hình rồi xem những món hàng mà có thể là các bạn chưa gặp bao giờ, giống như hồi nãy mình gặp cái đôi Nike Mac á, đôi Wooderspoon hay là tất cả những cái đôi giày đó, có thể là nhiều bạn chưa mang hay là chưa cảm nhận qua, thì các bạn có thể tới đó và cảm nhận được cái những đôi giày đó trên tay của mình luôn, giống như là đôi Wooderspoon đó mình chưa cảm nhận trên tay bao giờ đó. What the fuck? Wrong quá. Mình chưa cảm nhận bao giờ luôn. Nãy cầm lên thực sự là rất là đã. Nãy đi vui không? Hả? Đây là mấy đứa em của mình. Đó. Cái áo mà anh Nam tặng mình mặc không vừa, cho nên là mình đã đưa em mình. Chị. Đây là em gái mình. Dạ. Giờ ngồi. Bây giờ cả đám ngồi chờ ăn. Nãy đáng lẽ là lên rất là sớm á, nhưng mà tại vì kẹt xe cho nên tụi mình không có mà tới kịp được đúng giờ, cho nên là những bạn nào mà tới sớm mà không thấy mình thì mình mong là lần sau có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Ok, mình đã về và thực sự ngày hôm nay đi khá là mệt, không phải mệt đối với mình mà tại vì do đi cái của Trilab á, nó không mệt, nhưng mà mình đi do mình đi hoài và ngồi xe nữa. Thực sự ngồi trên xe thay vì mình đi xe riêng đi, mình chạy xe cái kiểu thì nó còn đỡ, còn này mình ngồi yên có một chỗ mà mình ngồi chờ kẹt xe nó rất là mệt. Thực sự đi ra Gilab thì mình không có kiểu như là mua giày hay mua quần áo để ủng hộ Nam được, chỉ là mình chỉ mua một cái chai Crab Protect Core này thôi, tại vì thứ nhất là mình đang cần cái chai này để mà mình vệ sinh mấy đôi giày của mình. Các bạn biết là mình có crap rất là nhiều, mình có hai ba bộ lận, nhưng mà mình xài hết rồi, giờ chỉ còn mặt chải với cái khăn thôi, nước thì hết, nên là mình cần mua một cái này. Mình mua chai lớn luôn, cho nên là mình nghĩ là sẽ sử dụng được khá là nhiều đó. Alright, đó là tất cả. Và nếu mà bạn nào chưa biết, mình mới mua cái merch này, mua cái áo bếp. Mình mua cũng được hơn một tuần rồi, mình mua ở La Metalones. Insta của họ ở đây. Make sure là các bạn lên check out, tại vì ở trên đây họ bán áo bếp Supreme rồi Off-White, đồ luxury rất là nhiều, và mình đã mua cái áo bếp này ở đó và mình chưa có review nữa. Thực sự áo rất là đẹp, mặc khá là nóng, mặc ở Việt Nam khá là nóng. Đặc biệt là mình layer thêm một lớp màu trắng bên trong nữa. Cho nên đối với mình nó khá là nóng. Và đó là cái lần mình đi Gilab và thực sự rất là vui, mở rất là đẹp luôn, đồ ăn đồ uống bia cái kiểu như các bạn muốn nhậu vừa chỏng, và mình gặp được rất là nhiều bạn tới chụp hình chào rồi trước khi mà mình vô Gilab luôn. Có các bạn đã đứng hàng, như các bạn thấy trên clip hồi nãy á, là có rất là nhiều bạn mà kiểu đứng xếp hàng chờ vào trong á. Wow, mình chưa tới Gilab mà đã nhiều bạn đã gọi mình và chào rồi nọ, rất là cảm ơn các bạn, và kiểu như đã recognize mình ra và chào và hỏi thăm các kiểu. What the fuck? Ôi, nói chung là rất là vui và chúc cho Gilab có một nhiều năm thành công trên con đường của mình và tạo ra nhiều sân chơi cho anh em nữa. Và bây giờ mình nghĩ mình sẽ đi thay đồ, bắn một vài trận PUBG và edit video này. Alright guys, hẹn các bạn ở video sau và nhiều event hơn nữa. Peace guys. I got broads in the London, switching to lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van.